Hello, xin chào anh em và các bạn nha. Thì hôm nay cũng 30 Tết rồi nha anh em. Thì nay mình cũng còn cục máy bị cầu lại anh em. Thì máy này mình mới tháp dên bị gãy anh em. Thì bữa nay cũng hơi tối thì mình giải quyết cho xong luôn anh em ơi. Thì mình bây giờ mình sẽ làm cái cục chống cho nó gãy nữa nha anh em. Mình sẽ tiện cái lóc nó mình ốp đưa bật đạn vô ha, mình đưa cái cục này lên nè, cục này nó sẽ chịu vô cái lóc bên lóc đề ha, đó, thì nó chịu vô anh em thấy móc để cái bật đạn vô mới được nha. Mình quay cho anh em xem, giờ này chắc cũng nhiều anh em thợ chắc đi chơi nha anh em. Nay mình không có đi, mình ở nhà mình giải quyết cho xong. Hôm nay mai bước qua mùng 1 rồi anh em. Mình xăng chơi cái gá ngay, mình mới móc được cái lỗ cho nó chuẩn thì cái dên mình nó mới im nha anh em. Như ai cũng đi chơi, mình ở nhà mình làm thôi, còn rung tay vậy anh em ơi. Rồi, tương đối vậy là ok anh em ơi. Mình sẽ bắt cái gá, bắt cái lóc lên. Thì mình sân chế này mình ở đây có găng anh em, găng là vừa cái lỗ này ha, giờ mình sẽ dặn vô. Đó vậy nha anh em. Đó, bây giờ mình cái máy lên đó anh em thấy không, nghe bằng hang, giờ mình móc đưa bật đạn vô nha. Thì cái này bật đạn anh em xài nó có hai loại nha anh em, một 6902 và 6001 ha, lỗ 12 và lỗ 15 ha, lưng 28. 6902 và 6001 ha. Mình xài cái 6902. 6902 thì cái lỗ nó lớn anh em. Đó, thì mình cho vô đây, anh em cho vô nhớ nhẹ đừng có nặng. Khi mình để cái lóc đề vô cho nó ôm vô ha anh em. Nhưng mà nhẹ ha, thì nó còn độ dung sai nhẹ. Thì mình dành móc nữa nè, trong đây thì mình có thể mình đóng nhẹ bạc đạn vô nha anh em, trong đây nè ha, đó, đóng nhẹ bạc đạn vô. Chứ cuối năm cũng còn đồ cù khá nhiều nha anh em, mà đồ không gấp thì mình để qua năm luôn ha. Thì cái tình trạng mà
đống bạc đạn này anh em thì chống gãy rất ok nha anh em. Thì anh em thử đối với những xe của mình thì biết ha, chứ để nhiều khi mình nói thì anh em nói mình nói phát ha. Đó, mình canh vô cho nó vừa anh em ơi. Mình đóng chỉ đóng một khúc ngoài anh em, còn mấy trong thì nó hơi bị rộng anh em, mình đóng cho nó vô đây cho nó vừa bên đây ha. Còn hơi nặng chết mẹ. Rồi vậy là ok anh em, mình sẽ tháo ra nha anh em. Vậy mình có thể mình đóng mặt đạn vô được rồi anh em. Đó ha. Bây giờ mình sẽ gá vô cục máy cho anh em xem thử ha. Rồi thì bây giờ mình sẽ đóng mặt đạn vô các bạn ơi. Thì các bạn nhớ đóng cái mặt đạn này vô cho nó hơi hơi nặng nha, đừng, nói chung là đừng có bị lỏng các bạn. Lỏng quá thì nó sẽ bị nó sẽ rớt mặt đạn ra nó ha. Nó chạy mặt đạn ra. Thì các bạn đóng vô cho nó nặng ha, nặng nặng vô. Đó, thì mình sẽ đóng vô các bạn. Đó, nó vô sát nha các bạn. Thì mình đóng vô vậy thì cái gờ này vẫn xài được cục pin lửa 6 cục nha các bạn. Đó, mình này mình chỉ móc nhẹ thôi ha, móc nhẹ đóng các bạn ăn vô thôi ha. Đó, lỗ bên đây thì mình gắn bạc đạn thì nói chung là nó bị lỏng nha các bạn. Bị cái lỗ này, cái bạc đạn này thì đường kính nó 28 và 35 ha. Nó thì cái lỗ này nó rộng hơn 28. Thì mình phải móc chỗ này nha các bạn. Nó còn nếu mà anh em nào móc bên đây á, thì xài bạc đạn phải 30 nha. Móc 30 đóng vô mới được ha, để nó không để nó 28 vô nó lỏng. Nó thì bây giờ mình sẽ gá vô cho anh em xem nha. Đó thì trước tiên gá vô thì cũng hơi tối nha các bạn. Nói chung là nay cũng Tết thì lính nào nghỉ hết ở nghề thì còn mình thì mình quay hơi tối nha các bạn, thông cảm nha. Đó, thì bây giờ mình sẽ gắn qua lăng vô nha các bạn. Bắt ốc vô luôn ha. Đó, gắn qua lăng vô. Đó, mình dặn tán vô nha các bạn. Thì mình gắn vô cho các bạn xem tham khảo thôi ha. Chỉ máy này mình gắn chưa có hoàn thành các bạn. Máy này gắn chưa có hoàn thành. Giờ mình sẽ dặn cái ăn tán này vô. Như mình dặn mẫu cho các bạn xem ha. Đó. Để nhiều khi anh em có làm dên đi dên chích gì đó thì nó hay dễ bị gãy, tình trạng gãy thì anh em biết cách mà xử lý ha. Đó. Này nó nói chung mình quay cho anh em nào có nhã hứng coi thì tham khảo, còn anh em nào biết rồi thì có thể góp ý hay thêm nữa thì mình rất cảm ơn ha. Đó, thì bây giờ mình sẽ để vô nha anh em. Đây mình lấy cái gô mình để bên đây cho hai bên cho nó đồng thanh đồng thủ, mình quay cái dên cho anh em xem luôn ha. Đó, vì không có gô nó khó chính xác được lắm nha anh em. Còn mình sẽ lấy cái gô mình để vô. Thì hạt gô mình sẽ để bên đây nha anh em. Hạt gô mình hơi bị da. Đó, thì bây giờ mình sẽ để ha, hai bên đều có hạt gô nha anh em. Đó,
Vô nè anh em. Đó, anh em xem này ha. Đó, mình để nghiêng nghiêng dành quay cho anh em xem. Đem đặt ốc vô luôn cho anh em xem cho dễ. Đó, chứ để vậy anh em xem nó không được rõ. Bắt hai con thôi nha anh em. Đây con trên dưới thôi ha. Đó, mình dặn đi luôn. Rồi mình đã dặn vô rồi nha anh em, quay rất nhẹ ha. Đó, cái lồng mình không có siết ốc thì nó chạy xuống thôi anh em, đừng có yên tâm ha, rất ngay luôn anh em. Nó bị gì cái con ốc này nè anh em, khi mình tiện ha là mình đút vô cái găng mình dặn vô găng mình mới tiện nha anh em, thì nó rất chuẩn ha. Đó, anh em làm kiểu này là chạy nó êm ha. Vậy cái mình đẩy cái nắp này lại nữa cái nó kín nữa ha. Đó, nay anh quay hơi tối thông cảm nha anh em. Rồi mình chia sẻ cho anh em tới đây thì mình kết thúc video nha anh em. Rồi cảm ơn anh em nha, chào anh em.